Xin chào các bạn đã đến với TechMag. Trong bản tin TechNews ngày 17 tháng 7 sẽ có những nội dung như sau: Mark Zuckerberg có thêm 1 tỷ đô la sau khi Facebook bị phạt; thanh niên sử dụng drone gắn pháo hoa để bắn hàng xóm; Google vinh danh Hội An trên trang chủ tìm kiếm của Google; AMD ra mắt nền tảng PC mới với hiệu năng dẫn đầu. Tuần trước, Facebook đã phải đối mặt với khoản phạt 5 tỷ đô la của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ FTC vì vụ bê bối vi phạm quyền riêng tư của người dùng. Tuy nhiên, thay vì những làn sóng tẩy chay, thì một diễn biến bất ngờ khác là ngay sau khi tin tức về khoản phạt thì giá trị cổ phiếu của Facebook lại tăng lên 1,81%, đạt 204,87 đô la mỗi cổ phiếu, và cổ phần của CEO Mark Zuckerberg cũng tăng lên 88,1%. Trước khi bị FTC phạt, Zuckerberg sở hữu hơn 410 triệu cổ phiếu của Facebook có giá trị 83 tỷ đô la. Chỉ 15 phút sau khi thông tin phạt được công bố thì con số này đã tăng lên 84,1 tỷ đô la. Như vậy thì người đứng đầu mạng xã hội tìm kiếm đã có được tới 1,1 tỷ đô la chỉ trong vòng vài chục phút. Theo các chuyên gia từ phố Wall, thì việc cổ phiếu của Facebook tăng là chuyện được đoán trước, bởi vì chính phủ liên bang dường như không hướng tới bất kỳ một loại quy định nào có thể thay đổi cách thức hoạt động kinh doanh của mạng xã hội này, cụ thể hơn là lấy thông tin của người dùng để phục vụ quảng cáo. Trong khi đó thì mạng xã hội của Mark Zuckerberg cũng sẵn sàng nộp tiền, thậm chí là còn chuẩn bị sẵn 3 tỷ đô la từ trước đó. Án phạt 5 tỷ đô la do FTC đưa ra với Facebook được xem là lớn nhất từ trước cho tới nay của một công ty công nghệ Mỹ, hơn hẳn số tiền cao nhất mà trước đây cơ quan này từng phạt một công ty ở thung lũng Silicon trước đó là Google với 23 triệu đô la. Tuy nhiên thì đối với Facebook, đây chỉ là một con số nhỏ thôi. Những ngày qua, đoạn video gây xôn xao trên Reddit với tựa đề là "Quá ức vì nhạt nhẽo ầm ĩ, thanh niên sử dụng drone gắn pháo hoa để bắn hàng xóm". Cụ thể thì đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên đã buộc pháo hoa vào máy bay không người lái để tấn công hàng xóm của mình vì mở tiệc quá là ồn ào. Video thu hút sự chú ý của nhiều người và gây ra nhiều ý kiến trái chiều nhau. Nguồn gốc của video được truyền thông xác nhận đến từ Lucas Amber, một người nổi tiếng trên Instagram của Brazil. Và truyền thông cũng nhanh chóng nhận định đây chỉ là một cảnh dàn dựng không có thật và nó chỉ là sản phẩm để câu view. Để tránh sự việc đi quá xa thì 2 ngày sau, Amber đã đăng tải một đoạn phim khác bằng tiếng Bồ Đào Nha, khẳng định rằng đoạn phim được dàn dựng chỉ mang tính chất để giải trí cùng với nhóm bạn của mình mà thôi. Tuy là dàn dựng, nhưng đây cũng là một lời cảnh báo về việc lạm dụng công nghệ để vi phạm pháp luật hay là những hành vi quá lố. Ngoài ra thì video cũng cho thấy luôn sức chịu đựng của con người là có giới hạn. Những người hàng xóm hãy cẩn thận đấy. Sáng ngày 16 tháng 7, người dùng Việt Nam bất ngờ khi phố cổ Hội An được Google Doodle vinh danh trên trang chủ Google tiếng Việt sau khi thành phố này nhận danh hiệu thành phố quyến rũ nhất thế giới 2019. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một địa danh cụ thể của Việt Nam được Google Doodle chọn vinh danh. Các nghệ sĩ của nhóm Google Doodle của Google đã thiết kế hình ảnh một Hội An quyến rũ dưới ánh trăng rằm trong lễ hội đèn lồng để tôn vinh một thành phố cổ mà theo gã khổng lồ Google miêu tả thì vẫn giữ được nét cổ kính trong nhiều thế kỷ. Hành động này của Google sẽ càng góp phần quảng bá vẻ đẹp của đất nước Việt Nam đến với nhiều du khách khắp thế giới, thúc đẩy thêm sự phát triển của du lịch nước nhà. Ngoài ra, đây còn là một niềm tự hào về vẻ đẹp của đất nước chúng ta. Trước đây thì Google Doodle cũng từng tôn vinh nét đẹp văn hóa đặc trưng của Việt Nam hay là các lễ hội truyền thống như là Trung Thu, Tết Nguyên Đán, Quốc Khánh và cả nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nữa. Cũng trong hôm qua ngày 16 tháng 7, tại khách sạn New World Sài Gòn, AMD đã chính thức công bố ra mắt nền tảng chơi game PC mới dựa trên dòng card đồ họa AMD Radeon RX 5700 và các bộ vi xử lý máy bàn AMD Ryzen hệ thứ 3. Trong đó, AMD Radeon RX 5700 series sẽ mang đến giá trị và hiệu suất cao khi trải nghiệm chơi game ở độ phân giải 1440, khai thác kiến trúc chơi game RDNA mới, hỗ trợ bộ nhớ GDDR6 tốc độ cao, hỗ trợ PCIe 4.0 và cung cấp hiệu suất xung nhịp cao hơn tối đa 1,25 lần. Bộ vi xử lý máy bàn AMD Ryzen 3000 series được xây dựng trên tiến trình xử lý 7 nanomet, mang đến hiệu suất tối đa, sử dụng năng lượng hiệu quả và xử lý các khối lượng công việc đơn luồng lẫn đa luồng. Ngoài ra thì chipset X570 mới được thiết kế cho AMD socket AM4, nền tảng đầu tiên trên thế giới có hỗ trợ giao diện PCIe 4.0 cho phép nhiều cổng và luồng tốc độ cao. AMD cũng công bố dòng vi xử lý AMD Ryzen 3000 series tích hợp nhân đồ họa Radeon Graphics với xung nhịp CPU và đồ họa cao hơn thế hệ trước. Nhìn chung thì với sự ra mắt của thế hệ CPU mới của AMD, hứa hẹn sẽ tạo nên một sự cạnh tranh mới trên thị trường và giúp cho người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn hơn nữa. Vừa rồi là những thông tin có trong bản tin TechNews ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của TechMag.